Thưa quý vị, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình là câu nói bất hủ của cố chủ tịch Cuba Fidel Castro. Có thể nói mối quan hệ của Việt Nam-Cuba là mối quan hệ gắn bó trên cả hình thức ngoại giao, mà đó là tình cảm sâu sắc đã được vun đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử. Với Bến Tre, tình cảm dành cho đất nước Cuba vẫn luôn hiện hữu và minh chứng đó chính là sự tồn tại của ngôi làng Moncada trên mảnh đất Lương Hòa, huyện Dòng Trơm, nơi quê hương của nữ tướng Nguyễn Thị Định. Sóng dỗ Lương Hòa một khúc sông, quê hương nữ tướng Chạnh Hoài Trông, dần vũ đất linh nhiều anh kiệt, dưới cờ cách mạng cứu non sông. Xã Lương Hòa, huyện Dòng Trơm nằm dọc dài trên bờ tán ngạn sông Dòng Trơm, với địa hình sông rạch chằng chịt, cách trở. Nhiều trận đánh lớn đã xảy ra nơi đây, nhận chìm hàng chục tàu chiến địch và hàng trăm tên giặc. Một vùng đất đã làm nên huyền thoại, một vùng đất đã làm nên truyền thống vẻ vang của dân tộc, với một mối quan hệ đoàn kết dài lâu giữa Việt Nam và Cuba, hay Bến Tre với Cuba đã được hình thành và tô thắm ngàn đời. Ngày 20 tháng 12 năm 1969, một ngôi làng mang tên làng Bến Tre đã ra đời trong phong trào rộng rãi tại Cuba để biểu thị tình đoàn kết, ủng hộ, động viên, khích lệ nhân dân miền Nam nói chung, nhân dân Bến Tre nói riêng trong công cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược và bọn tay sai. Đáp lại tấm chân tình của Cuba, ngày 9 tháng 1 năm 1984, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chọn xã Lương Hòa, huyện Dòng Trơm, quê hương của nữ tướng anh hùng Nguyễn Thị Định là nơi kết nghĩa với Cuba, đặt tên là làng Moncada. Dạ, con chào chú Sáu. Thưa chú Sáu, thì theo chú được biết ngày xưa chiến tranh đã tàn phá như thế nào đối với đất và người Lương Hòa? Như chúng ta đều biết á, Lương Hòa là một xã căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Pháp như chống Mỹ. Nên là bom đạn tàn phá ác liệt lắm, nặng nề lắm. Tức là sau giải phóng là coi như là đồng quan, nhà trống, dân thì một số thì bám trụ chiến đấu, một số thì di tản. Nên là nói chiến tranh Lương Hòa thì nó nhiều tập lắm. Nhưng mà phải nói do cái vị trí Lương Hòa về mặt địa lý đó, đây là sông nước, nên là thuận lợi cho tàu chiến của địch đó, nó muốn ra muốn vô á. Bên kia là cái đường giao thông, xe cộ vận chuyển được đó. Đây là cái sông chính, thì do tới cái vô và lợi rẻ hơn điểm, đây rẻ ba dông, nên mình lợi dụng cái thủy đạo nè, mới lại căn cứ được, cách ly dùng đất liền á, để làm căn cứ cách mạng ở đó hoạt động, bám đất giữ làng á, nên là từ chỗ đó nó đánh phá dữ, làm sao nó tách dân ra khỏi cách mạng. Lúc bấy giờ người dân của mình đã chiến đấu anh dũng như thế nào để giữ đất giữ làng thưa chú ạ? Lúc đó thì nó ác liệt cái dạng như người dân mình với truyền thống cách mạng á, thì một số bám đất chiến đấu giữ làng, một số là tòng quân sẽ tham gia vào đội chủ lực, còn đội địa phương còn số lại là du kích. Chứ người dân mình á bám trụ á, đào hầm trong gài mìn, đào hầm bí mật che giấu cán bộ, tức là nuôi giấu cán bộ để duy trì cái sự sống của cách mạng ở xã này. Nhân dân đùm bọc chở che và phải đóng góp, kiếm được lương thực thực phẩm mới đóng góp cho cách mạng, có vậy cách mạng mới tồn tại, mới đến ngày giải phóng. Những con người bình dị đã làm nên lịch sử giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam đang diễn ra vô cùng ác liệt. Chủ tịch Fidel Castro đã vượt qua nửa dòng trái đất để đến với Việt Nam. Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình là câu nói bất hủ của lãnh đạo Fidel Castro đã tăng thêm nhiệt huyết đấu tranh và tinh thần sục sôi cách mạng, tinh thần chống Mỹ của nhân dân Việt Nam và bạn bè tiến bộ trên thế giới ủng hộ Việt Nam, ủng hộ chính nghĩa trong giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ của nước. Thưa chú, Cuba đã ủng hộ như thế nào cho phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam cũng như là tại làng Moncada, xã Lương Hòa? Theo chú biết, trên trường quốc tế thì bằng ngoại giao thì khi mình ra đời là phải được các nước công nhận, nhưng Cuba là một trong những nước công nhận đầu tiên mà thành tổng thống. Một thành công lớn của mình, cái đóng góp Cuba lớn nhất về mặt trong chính trường đó là vấn đề đó, công nhận một thành tổng thống, một cái tổ chức cái lãnh đạo ấy, phong trào cách mạng ở miền Nam phải nói là thiêng liêng á, mình nhớ ơn đời đời á. Còn nhiều diện nữa, ví dụ là phi công của Cuba huấn luyện phi công Việt Nam mà bí mật nha, đánh hầm đồ bãi Mỹ á, huấn luyện bay đêm á, huấn luyện bay biển á, mà chỉ có Cuba làm được cái đó thôi. Tại ông ở xứ đảo cất cánh là ra biển rồi. Ví dụ về mặt tinh thần á, cổ vũ mình lớn lắm, anh hùng gặp anh hùng.
Từ khi xã Lương Hòa lấy tên làng Moncada, đảng, chính quyền và nhân dân nơi đây càng tự hào hơn về mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai quốc gia và hai dân tộc. Truyền thống tốt đẹp này luôn được nhân dân làng Moncada gìn giữ và truyền lại cho thế hệ sau. Ngày nay, việc giáo dục con cháu cũng như là tuyên truyền cho người dân gìn giữ lịch sử truyền thống cũng như là mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia anh em như thế nào ạ? Cái câu nói là xưa tôi nói là dân ta phải biết sử ta trên đường gốc tích của nhà Việt Nam đó. Còn bây giờ sử ta không cũng chưa đủ, phải biết sử bạn đó. Thấy không? Tại quan hệ quốc tế mà. Trước đây mình đã đoàn kết quốc tế, bạn giúp mình để giải phóng dân tộc á, rồi giúp những cái chuyện mà không ai giúp được. Cuba giúp được, biết đất Cuba là xinh đẹp, Cuba là anh hùng. Mình kêu tay bắn cầu, nhưng mà nó đứng, nó dám đấu tranh, giải phóng dân tộc, bất cao ngọn cờ, có anh hùng, diễn kiến anh hùng. Cái truyền thống dân tộc mình là vậy, đền ơn đáp nghĩa mà. Nhớ chứ, ai giúp mình phải nhớ. Thì tôi với các người dân luôn là cũng sinh sống ở đây lớn lên lâu năm, nên cũng tâm đắc nhiều công việc của Lương Hòa lắm, muốn giáo dục truyền thống cho Lương Hòa. Ngày nay, trên quê hương Lương Hòa, nhiều công trình mang dấu ấn về mối quan hệ nghĩa tình của hai nước Việt Nam Cuba nói chung và làng Moncada với làng Bến Tre nói riêng đã được hình thành, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau về tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc. Thưa quý vị, có thể nói mối quan hệ gắn bó giữa Cuba và Việt Nam hơn cả hình thức ngoại giao, mà đó là tình cảm sâu sắc được vun đắp qua các giai đoạn lịch sử. Với Bến Tre, tình cảm dành cho Cuba vẫn luôn hiện hữu trong lòng của mỗi người. Hình ảnh Việt Nam Cuba trở thành biểu tượng cho sự đẹp đẽ cao quý về tình đoàn kết hữu nghị của hai dân tộc. Và Lan Anh chắc chắn rằng tình đoàn kết gắn bó thủy chung giữa quê hương Lương Hòa và Cuba vẫn tiếp tục đậm đà, mãi mãi xanh tươi và đời đời bền vững.